Kính chào quý anh chị, rất vui được gặp lại quý anh chị. Mình là Kiệt đến từ đại lý Hyundai Tedo tại Cần Thơ nha. Trong video này mình sẽ gửi đến chị mẫu giá của con i10 sedan AT nha anh chị, phiên bản số tự động. Cái dòng này là một sedan nha, còn hatchback thì cái đuôi nó sẽ cục hơn nha. Nó các phần khoang cốp của nó sẽ không có dài. Còn sedan thì khoang cốp nó sẽ rộng để anh chị có thể để đồ nó rộng rãi, nó thoải mái hơn rất là nhiều ha. Con này thì máy nó chỉ 1.2 thôi anh chị, thành ra là chạy xe thì rất là tiết kiệm nhiên liệu nha. Nhỏ gọn, cơ động nữa, kiểu dáng cũng rất là đẹp đó anh chị. Thì hôm nay em sẽ cập nhật đến anh chị báo giá của cái con i10 sedan AT phiên bản đủ này, và chương trình khuyến mãi dành cho quý khách hàng mua xe trong thời điểm này nha. Hiện tại thì con này nó sẽ có mức giá là 457 triệu nha anh chị, 457 triệu. Và nếu như anh chị mua xe trong thời điểm này và nhận xe thì bên em sẽ có những chương trình khuyến mãi dành cho quý anh chị ha. Thứ nhất là sẽ giảm 50% lệ phí trước bạ khi mua con i10 sedan AT này. Thứ hai nữa là tặng cho anh chị thêm 1 năm bảo hiểm vật chất thân xe. 1 năm là nha anh chị, và bảo hiểm này là bảo hiểm thân xe nha. Bảo hiểm mà xe bị trầy xước hay là va chạm gì đó thì bảo hiểm nó sẽ hỗ trợ cho mình ha. Thứ ba nữa là khi quý anh chị mua xe sẽ được tặng ngay một cái điện thoại Samsung nha. Một cái điện thoại Samsung. Cái thứ tư là anh chị mua xe trong thời điểm này, từ thời điểm ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 15 tháng 1, anh chị sẽ được nhận một cái phiếu bốc thăm. Và phiếu bốc thăm này may mắn anh chị sẽ trúng được một con Rita ha. Giá trị giải đặc biệt bên em là một con Rita, và nó sẽ có đi kèm các giải thấp hơn nữa. Và cái phiếu bốc thăm này nó chỉ kéo dài đến hết ngày 15 tháng 1 nha anh chị. Và cuối cùng là khi anh chị mua xe và nhận xe trong thời điểm từ ngày hôm nay đến hết ngày 19 tháng 1, và anh chị nhận xe luôn thì anh chị sẽ được tặng một cái quà tri ân từ đại lý Hyundai Tedo, sẽ là một cái thùng bia Heineken nha, và kèm với đó là một cái bao lì xì rất là đẹp, gửi tặng đến quý anh chị nha. Anh chị mua xe hình thức là mình mua tiền mặt á, thì em tính cái mức mà lăn bánh tại thị trường Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng anh chị, thì con này cái lăn bánh của nó tầm khoảng là 483 triệu nha, là em đã trừ cái khoản như là lệ phí trước bạ bảo hiểm ra luôn rồi đó, là khoảng 483 triệu nha anh chị. Còn anh chị mua xe với hình thức là mình mua góp thông qua ngân hàng thì hiện tại cái mức trả trước dành cho con i10 này tầm khoảng 20% giá trị xe nha. Thì anh chị trả trước cho mình tầm khoảng là 118 triệu là anh chị có thể nhận xe nha. Cái mức này mình tính khoảng là 20% giá trị xe. Và hiện tại thì đơn bên phía các ngân hàng mà bên mình liên kết thì trong đó có ngân hàng Shinhan Bank đó anh chị, lãi suất nó cũng khá là ok. Hiện tại nếu như anh chị cố định 1 năm thì nó khoảng 10,8%. Còn nếu như anh chị mà cố định khoảng 3 năm thì nó khoảng là 11,7%, lãi suất rất là ok luôn chị. Và ngân hàng này cũng hiện tại hỗ trợ rất là tốt đối với bên hãng xe của bên em, liên kết rất là mạnh luôn. Con xe này hiện tại thì bên em đang có sẵn màu trắng nha, giao liền với quý anh chị. Có sẵn màu trắng, còn các màu khác thì anh chị nếu như mình hợp với những màu kia thì anh chị báo lại giúp em ha, để em kiểm tra coi trong hệ thống Hyundai còn hay không thì em báo lại cho quý anh chị. Mẫu i10 này là sẽ được bảo hành cho mình là 5 năm hoặc 100.000 cây nha anh chị, tùy điều kiện nào đến trước. Và hiện tại thì i10 này đang có sẵn tại đại lý bên em. Anh chị muốn lấy thử xem xe thì đến với đại lý Hyundai Tedo bên em ha, để có thể xem xe trực tiếp mẫu i10 này. Xe về mặt trang bị thì con i10 này sẽ trang bị cho anh chị cũng khá là nhiều những cái tiện nghi và trang bị option ha. Trong đó nó sẽ có đèn định vị nè, ở đây. Mâm của nó sẽ là mâm 15 inch, và mâm này sẽ có cảm biến áp suất lốp nha anh chị. Cảm biến áp suất lốp luôn, nó sẽ báo khi mà xe của mình bị mềm ha, và kiểu dáng bánh mâm cũng rất là đẹp luôn anh chị. Đối với mẫu i10 này anh chị thì nó sẽ được trang bị cái cảm biến lùi nè, camera lùi phía sau nha, để có đèn viền led nè, nhìn cũng rất là đẹp anh chị. Không gian cốp thì rất là rộng rồi, để em mở không gian cốp lên cho anh chị xem. Rồi, mình sẽ mở cái không gian cốp lên cho quý anh chị mình xem ha. Thì đối với cốp của thằng i10 sedan AT này thì nó sẽ rất là rộng nha, rất là rộng luôn anh chị, để có thể lên đến 3 hoặc 4 cái vali lớn nha đây anh chị. Đặc biệt là quý khách hàng mà khi mình có con nhỏ mình đi về ông bà dịp Tết này anh chị, thì lựa chọn một con i10 sedan này để hành lý của mình cũng khá là ok. Xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Con này chỉ khoảng 5 đến 6 lít cho 100 cây thôi anh chị. Đây nè.
Và đây là cái không gian ở hàng ghế thứ hai nha anh chị. Thì đây là một cái lợi thế của mẫu i10 này so với các đối thủ trong phân khúc, là cái có cái cửa gió hàng ghế thứ hai nè anh chị. Nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà là mát rất là ok nha, là mát rất là nhanh luôn. Một điểm lợi thế của mẫu i10 này chính là cái không gian ngồi ở bên trong xe. Ngồi cực kỳ rộng rãi luôn anh chị. Từ cái phần anh chị ngồi đến cái phần trần này ngồi rất là thoáng luôn, rất là thoáng. Ở hàng ghế thứ nhất thì anh chị sẽ thấy là có cái phần vô lăng này, vô lăng là chất liệu vô lăng bọc da nha. Xe sẽ có cho mình là cái màn hình ở sau vô lăng sẽ là dạng màn hình điện tử ha, dạng analog nè. Hiển thị cũng khá là nhiều đầy đủ những thông tin ha, tốc độ bằng điện tử luôn. Đây, dòng tua thì bên này. Chỗ này thì nó sẽ có màn hình dẫn đường của Hyundai Thành Công Việt Nam. Đây anh chị, màn hình là cảm ứng nha. Xe sẽ được trang bị cho mình kết nối Apple CarPlay với Android Auto nha. Ở dưới này thì sẽ bố trí khu vực cần số, nhìn cũng rất là thẩm mỹ gọn lên anh chị. Đẩy số thẳng nha. Xe sẽ có startup engine cho mình luôn nè. Không gian bên trong nội thất của mẫu xe này sẽ là tông màu đen với tông màu be ha, kết hợp với những chi tiết nhẹ viền đỏ, giúp cho mình xe của mình nó cũng có những điểm nhấn riêng dành cho mẫu i10 này. Để biết thêm những thông tin về mẫu i10 này cũng như là chương trình quay trả góp hay là khuyến mãi hay là tư vấn về hồ sơ thủ tục thì anh chị alo với em nha, số điện thoại em sẽ để phía dưới góc màn hình. Rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi phần video của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.